điện thoại Pixel mới của gã khổng lồ công nghệ đã xuất hiện chớp nhoáng vào mùa hè này. Google sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Pixel 6 và Pixel 6 Pro sắp tới vào ngày 19 tháng 10. Công ty cho biết trong một tweet hôm thứ Ba, sự kiện ra mắt được ghi trước sẽ phát trực tuyến trên trang web sự kiện của Google lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương. Các Pixel 6 và Pixel 6 Pro đã xuất hiện chớp nhoáng vào tháng ngay trước khi Google tung ra Pixel 5a. Kể từ đó, chúng ta đã có một vài cái nhìn thoáng qua về điện thoại mới. Nhưng không phải mọi chi tiết đều được tiết lộ. Chúng tôi biết Pixel 6 sẽ đi kèm với một con chip mới được thiết kế trong nhà, được gọi là Tensor, có thể tăng sức mạnh máy tính và khả năng quay video. Mẫu Pixel 6 Pro cũng nhận được một ống kính tele bổ sung với zoom quang học 4x. Những chiếc điện thoại này cũng có nhiều màu sắc hơn so với các mẫu trước đó, với các phối màu phấn như xanh lá cây, xanh dương, hồng và hơn thế nữa. Pixel 6 có màn hình 6,4 inch, trong khi 6 Pro có màn hình 6,7 inch. Cả hai đều lớn hơn Pixel 5,6 inch của năm ngoái. Google chưa tiết lộ giá cho Pixel 6. Pixel 5 năm ngoái đã hy sinh một số tính năng hàng đầu để giảm giá ra mắt xuống còn $699. Các Pixel 3 và Pixel 4 cả hai ra mắt tại $799. Chia sẻ hữu ích nhé!